Tại tỉnh Long An, huyện Bến Lức đang tiếp tục triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị địa phương giai đoạn 2022 đến năm 2025 trên địa bàn. Trong năm 2023, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt trên 99%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt trên 99%, tỷ lệ hài lòng của người dân tổ chức đạt trên 98%, số dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ cấp huyện đạt trên 98%, cấp xã đạt 100%, số lượng hồ sơ trực tuyến cấp huyện đạt gần 92%, cấp xã đạt trên 75%. Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với bưu điện tiếp nhận trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu. Hôm nay em tới xã Mỹ Yên để em làm thủ tục hành chính cho em là sao y căn cước công dân á. Thì ở đây á, thì mình có cái hệ thống máy tính, có kết nối mạng internet luôn để mình tra cứu những cái thông tin thủ tục hành chính ở trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia luôn, rất là tiện lợi. Mình thanh toán á, thì mình thanh toán bằng trực tuyến ở đây luôn. Thời gian tới, huyện Bến Lức sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, tập trung chỉ đạo việc số hóa hồ sơ, giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.